Em chào bác, đây hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cách mà mình để giữ gỗ các bác nhá. Một là để mình giữ gỗ luôn ẩm thì là cái gỗ của mình nó sẽ chỗ nào mà khô quá ấy, thì nó sẽ không bị vênh, không bị khô gỗ. Cái thứ hai là cho các bác nào mà mình thích cái vỏ gỗ của mình đã cũ bạc màu rồi, mình muốn màu nó sáng hơn thì là giới thiệu với bác là một cái lọ sáp như thế này để các bác đánh quay nhá. Sáp này là bác nào mà cái xe ô tô mà hay bị xước ấy, thì các bác hay dùng cái sáp này này thì là nó sẽ giống như là cái sáp mà để các bác chà cái xước của ô tô ấy các bác nhá. Thì là các bác chỉ cần giúp em một chút như thế này, sau đấy là mình đánh qua lấy cái vải về để mình đánh qua thôi. Đấy, không biết các bác nhìn thấy không, mình cho vào một ít như thế này, sau đấy mình lấy cái vải về mình đánh qua. Đó, đánh qua như thế này, thứ nhất là mình giữ gỗ, thứ hai là nó sẽ lên vân đẹp hơn cho tất cả các bác. Bởi vì hàng này của em hiện tại làm ấy là mình không có phun vec ly cho tất cả các bác, mà tất cả là mình để màu gỗ tự nhiên, nên là cứ bôi qua cho các bác một ít sáp bóng như thế này, một ít sáp như thế này. Nó không biết gọi là cái sáp bóng hay là gì, nhưng mà nó sẽ là bác nào mà hàng mình cũ rồi này, mang đi dùng, mình dùng thời gian cũ rồi, mình có thể dùng cái sáp này để đánh lại cái con dao các bác nhá. Đây, các bác thấy cái vỏ chưa đánh và vỏ đánh rồi, nhìn nó sẽ có cái sự khác biệt các bác nhá. Đây là vỏ chưa đánh và đây là vỏ, đây vỏ đánh rồi, vỏ này là vỏ chưa đánh này. Tiếp theo sẽ đánh một con tiếp theo nữa cho tất cả các bác mình cùng xem nhá. Thì cũng như ban đầu thôi, mình lấy một ít sáp này, con này cái này em dùng nhiều rồi, mình lấy một ít sáp này, mình cho lên trên bề mặt đi, xong rồi là mình cứ đánh đều là được. Đây. Đây ạ. Mình chỉ đánh một chút để giữ cái gỗ của mình và làm màu gỗ của mình nó cũng sẽ sáng hơn, nó sẽ cấp cái độ ẩm cho gỗ không bị khô quá khi mà trong quá trình mình dùng lâu dài mà thay đổi thời tiết ấy các bác. Thay đổi thời tiết ấy, mình cứ đánh một chút lên như thế này là nhìn nó sẽ bóng hơn, mới hơn và gọi là nó cũng sẽ ẩm gỗ hơn. Đây ạ. Đây các bác nhá. Đây, cho bác sự so sánh lúc chưa đánh và lúc đánh rồi này. Nhìn nó sáng và mới hơn phải không các bác? Rõ vân rõ ràng hơn. Vân sẽ rõ ràng hơn luôn. Lúc đầu thì nó chưa nhiều vân nhưng mà đánh cái này lên sóc là nhìn vân nó rõ này. Tiếp theo là đến cái con gỗ hương này này. Nhìn như thế này thì các bác thấy cái vân nó chưa được rõ đâu. Nhưng mà em sẽ đánh để cho tất cả các bác nhìn rõ cái đây cái loại này các bác nhá. Cái đường vân, rõ cái đường vân của nó. Đánh một cái là nhìn nó sáng hơn các bạn, sáng hơn và rõ cái đường vân hơn. Đây, đánh một cái là vân lên rõ ràng luôn. Gỗ hương này nhìn cái vân nó sẽ không khiếp như gỗ cẩm chỉ, thực ra vân chìm của nó rất nhiều các bác nhá. Vân chìm của con này nhiều. Đây, ví dụ như con này vân chìm rất là đẹp này. Đây ạ, trước khi gửi cho các bác thì bao giờ sẽ bôi qua một lần như thế này. Nhìn nó sẽ sáng sủa hơn nhiều và cái vân chìm của nó bắt đầu nổi lên nhiều. Tức là cái gỗ hương này, cái gỗ vân chìm rất là nhiều các bác nhá. Đây này. Đây ạ, cái gỗ này được cái là vân chìm rất là nhiều. Đây ạ, lưỡi đây, lưỡi này là lưỡi nòng súng các bác nhá. Bác nào thích một cái dòng lưỡi như thế này thì các bác ủng hộ em nhá. Đây ạ, clip hôm nay chủ yếu là giới thiệu cho tất cả các bác về cái sáp đánh này thôi. Thì các bác mình có thể mua một cái lọ nhỏ về dùng, trên thị trường nó có lọ nhỏ mà, thì các bác có thể mua một cái lọ nhỏ về dùng hoặc tận dụng cái sáp lau ô tô của mình ấy, mang về dùng cũng được các bác nhá. Clip của em hôm nay đến đây thôi, xin chào tất cả các bác ạ.